họ mạng dài lâu. Trang nghiêm hành đức diệu màu biết bao. Giới như anh lạc bưu châu, giới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Đỉnh tánh hiện ra huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư. Dưới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Chân thân trầm hương tỏa ngát xa gần nhân gian. Dưới đỉnh huệ hương giải thoát trí kiến quang minh vân đài. Bao châu vô giá anh lạc sáng ngời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa chủ trì chùa An Hồng, chùa Ba tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ thanh niên của chúng ta vào mùa hè năm 2017. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và những người đang dành tất cả tâm huyết, sự nhiệt huyết, trái tim của mình với lòng yêu thương để giúp cho các bạn trẻ có thể nhận ra những điều tốt đẹp nhất ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Và giờ phút này được sự chỉ dạy của ban tổ chức khóa tu mùa hè trên là thượng tọa chủ trì chùa An Hồng. Thời khắc mà dành cho các bạn trẻ của chúng ta sẽ được bắt đầu. A Di Đà Phật. Trong cái mùa hè năm nay, các bạn trẻ có biết không? Xưa có một cái nhân duyên đối đất Hải Phòng. Nếu như mà những cái mùa hè trước đây, xưa cũng đi giải các ba người Nam Trung Bắc, thì đặc biệt là cái mùa hè năm 2017 này, lại xưa về Hải Phòng nhiều hơn. Mới đây là sư giảng ở chùa Vẽ và chùa Vĩnh Thắng, rồi chùa Bảo Quang, một số ngôi chùa tại Hải Phòng. Nhưng có lẽ hôm nay là một cái điều rất là đặc biệt, làm cho sư rất cảm động khi sư về với chùa An Hồng. Những cái áo xanh của các bạn trẻ đang cơ hội về đây, đôi mắt các bạn sáng ngời, bạn ngồi lưng rất là thẳng, rất trang nghiêm, các bạn nhìn về phía Đức Phật với tất cả tấm lòng được khắc phục Phật pháp. Và đến với ngôi chùa, sư cũng vô cùng ngưỡng mộ một cái tấm lòng yêu đời yêu người của một cái vị thần đã dành quá nhiều tâm huyết cho một cái ngôi chùa mà chắc chắn sau tất cả các công trình và tâm huyết này không gì khác hơn là đem Phật pháp vào cuộc đời. Và một đối tượng rất là được ưu tiên, một đối tượng rất là được chú trọng, đó là các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Các con thân mến, với chủ đề em về bên Phật, có lẽ là mấy ngày qua các con đã cảm nhận về bên Phật là như thế nào rồi? Những mùa hè trước đây, mùa hè là lúc chúng ta được chơi thả rà, chúng ta được hưởng thụ những gì của cuộc đời mà chúng ta cho rằng
những tháng học tập đã mệt mỏi lắm rồi. Cho nên có khi sau những mùa hè có những bạn làm cho cha mẹ càng phải buồn rầu lo lắng hơn. Sư vẫn không bao giờ quên có một lần một người mẹ đã đi chân đất mà chạy lên chùa để nói với sư rằng: sư ơi, con trai của con nó mất rồi, mới hôm nào cuối năm học, học xong nó nói với con rằng là sẽ lên thăm sư trước khi vào một năm học mới, mà bây giờ nó đã không còn. Nó theo chúng bạn đi ra ngay cái hồ đá để tắm, để chơi, và những cái hồ tử thần đó đã cướp đi một lúc ba bạn trẻ đều là sinh viên đại học cả. Lúc đó là sư mới về chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương không lâu, và trước ngôi chùa là 4-5 cái hồ rất lớn, trong xanh, mát rượi, đẹp đẽ, mang tên là hồ tử thần. Vì nó đẹp cho nên các bạn trẻ thường hay rủ nhau đến đó, rồi là rồi chơi, rồi tắm, và các bạn đã mất tích trong những cái hồ đó. Vài ngày sau nổi lên thì các bạn thì ở ngoài miền Bắc và trong đó họ có bạn ngay ở trong Bình Dương, có bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có một ngày đi chơi mất luôn ba bạn trẻ. Biết đâu trong số đó sẽ có những con người về sau này sẽ là những người chủ tương lai của đất nước, sẽ là những người mang trí tuệ cùng yêu thương để giúp đỡ người dân Việt Nam non sông đất nước Việt Nam. Nhưng mà các con biết không, chỉ cần một cái lần chơi không chính nguyện, tất cả ba bạn đều đã mất. Mà một trong số những bạn đó lại có đến chùa Thiên Quang, cho nên sư không ngăn được dòng nước mắt. Mới đó đã mất bạn rồi. Quả là quy luật vô thường của cuộc đời, không có chừa bỏ một ai, kể cả các bạn trẻ mà cuộc đời các bạn là người xuân vẫn có thể mất đi trong cái quy luật vô thường của cuộc sống. Lúc đó sư mới về ngôi chùa mà chưa có bộ nhiệm trụ trì nữa, một cái vùng đất còn là rất là hoang sơ với những cây tràm. Mà ở đây quý thầy có đến chỗ sư rồi đó. Các thầy là trong ban tổ chức khóa tu mùa hè đó, chưa nào. Khi đó sư đã nghĩ rằng: trời ơi, làm sao cái mùa hè các con có những cái chương trình tu học để các con có thể nhận ra được giá trị của cuộc sống, để không hoang phí cuộc đời. Và đau khổ hơn là cha mẹ còn đây mà phải tiễn đứa con đầu còn xanh về chốn an nghỉ cuối cùng. Giờ đây những khóa tu mùa hè đã rộ lên trên khắp mọi miền của đất nước, không có quản ngại ngày hay đêm, không quản ngại sự vất vả gian nan cho sức khỏe hay thời giờ hay bất cứ một cái việc gì. Đã sắp xếp được thời gian là quý sư quý thầy sẽ đến. Nếu làm sao các con trong những khóa tu đều phải học tập được những điều rất tuyệt vời mà Phật pháp đã dành cho chúng ta. Chiều hôm nay tại ngôi chùa An Hồng, sư đã được hội ngộ cùng tất cả các bạn trẻ để nói lên một đôi điều tâm huyết. Sư rất lấy làm hạnh phúc tri ân ban tổ chức khóa tu mùa hè và được lời chào thân yêu đến tất cả các bạn trẻ của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, nếu nói là em về bên Phật thì chúng ta cũng phải biết rằng mình muốn gần ai, mình phải được người đó yêu quý, mình mới gần được. Mình chơi với nhau cũng vậy thôi, bạn bè hợp nhau, quý nhau mới gần nhau, mới chia sẻ cho nhau. Mặc dù cái tình thương thì nó không biên giới, nhưng không phải vì vậy mà bàn tay nhỏ bé của các con có thể ôm được nhiều người trong một lần. Vì vậy mình sẽ chia sẻ, mình gần gũi, mình yêu thương với những người có cùng chung chí hướng với mình. Cái đó là cái nhìn gần nhất. Các con muốn về bên Phật mà các con có những
cái yếu tố phẩm chất mà Đức Phật dành cho các bạn trẻ gọi là người con của Phật không? Sau khóa tu mùa hè mà chưa ăn hồng, các con sẽ nói các con đã được từng sống bên Phật. Và sau thời gian sống bên Phật, bây giờ Phật đã ở trong trái tim của các con rồi. Đi đâu về đâu, các con cũng có Phật hết. Như vậy các con hiểu được cái ý nghĩa quan trọng chủ đề khóa tu dành cho các con. Em về bên Phật, em học những điều hay lẽ phải từ Phật. Mà cái sự hiện thân lời Phật dạy đó là chư tôn thiền tích tăng ni dạy cho các con những bài học vô cùng quý giá, để cuối cùng là Phật sẽ ở mãi trong lòng của em. Dù đi đâu về đâu em cũng có Phật hết. Giống như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông có một cái câu thơ rất tuyệt vời là Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân quý bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Như vậy sau bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các con rằng tất cả chúng ta đều có Phật trong trái tim của mình. Các con có đồng ý không ạ? Thế thì nếu mà mình nói có Phật trong tim và Phật luôn ở bên em luôn ở bên Phật, thì một cái đặc tính, một cái phẩm chất mà các con cần phải có, bởi vì đến với đạo Phật các con phải nắm vững một cái từ căn bản đó là trí tuệ. Nói gì thì nói, con có phải là Phật tử không? Dạ phải. Phật tử là gì? Là con của Phật. Mà con Phật phải biết một cái phẩm chất tối quan trọng của một người con Phật, đó là trí tuệ. Những gì các con học tập trong cuộc đời này, ở trường lớp, ở xã hội, nó chỉ là tri thức thôi. Còn cái mà các con sẽ qua sự tu tập, nghe pháp, niệm Phật, thiền Phật, giữ giới, sống thanh tịnh, trang nghiêm, tất cả những cái vốn sống đó cho các con một cái điều tiền không bao giờ mua được, đó là trí tuệ. Đó là cái điều mà sư muốn nói với tất cả các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Đến với khóa tu mùa hè với chủ đề này, thì cái phẩm chất, cái điều mà tất cả các con đều phải hướng đến đó là gì các con? Quá tốt, xin chào và chào các bạn. Và sư muốn nói với các con rằng trí tuệ của Phật không bao giờ có thể mua được bằng tiền, bằng tài sản, bằng sự khôn ngoan quỷ quyệt ở trên cuộc đời. Trí tuệ của Phật Pháp sẽ cho chúng ta niềm hạnh phúc. Con người ta lớn lên hay với tuổi các con bây giờ, dù giàu hay dù nghèo, các con hỏi bố mẹ mình đi, đều có khổ đau hết. Nhà giàu, nhà nghèo gì cũng có sự cãi vã, xích mích, những cái sự làm tổn thương, những sự làm buồn lòng nhau, phiền não cho nhau. Chỉ có những con người sống với tuệ giác, với tình thương và trí tuệ của nhà Phật mới không có sự khổ đau. Cho nên các con bây giờ nghe pháp để rồi mình sẽ phải hướng đến trí tuệ. Mà trí tuệ nhà Phật sẽ được hình thành trên cơ sở của đạo đức và tình thương, chứ không phải trí tuệ nhà Phật là các con đi học cho có nhiều bằng cấp để mà có danh vinh. Đó là trí tuệ, không phải đâu. Trí tuệ của nhà Phật sẽ được hình thành trên cơ sở đạo đức và tình thương. Có những người người ta bảo tôi có trí tuệ, tôi khôn hơn người ta, tôi lanh hơn người ta. Đó là trí tuệ, không phải đâu các con. Cái người lúc nào cũng muốn khôn hơn người, có lợi hơn người, cái gì cũng dành hết, cái phần thắng, phần được, phần nhiều, đó là lòng tham, nó không phải là trí tuệ. Trí tuệ là đi đến đâu cũng ban rải tình yêu thương, đi đến đâu cũng chia sẻ những gì thuộc về tuệ giác, làm cho khi con người ta lãnh hội, nghe được, ta nghe mát mẻ trong lòng, y như là nước tơ thể của mẹ hiền Quán Thế Âm. Con người có trí tuệ, người ta cất lên một lời nói
mọi người biết lòng mát mẻ. Còn người ta có cái mầm tội ác, cái hạt giống của xấu ác, ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ. Dù lời nói hay cách mấy, chúng ta vẫn cảm nhận một cái sức lửa để đốt cháy, thiêu cháy thân tâm hồn xác con người. Cho nên các con tu tập để rồi tiếng nói của mình, ý nghĩ của mình, việc làm của mình, tất cả đều như nước mắt của mẹ hiền Quán Thế Âm. Ngày xưa thái tử Tất Đạt Đa nếu không đi tu, tất nhiên là vua, bởi vì vua bình phạm có mỗi một thái tử Tất Đạt Đa, mà không chỉ làm vua mà chuyển ngôi thánh vương, tức là một vị vua sẽ cai trị nhiều vùng đất và đem lại hạnh phúc an vui cho biết bao nhiêu là thế giới của con người. Nhưng mà ngài nhìn thấy chúng sanh này, con người ta sanh ra lớn lên này, rồi ăn này, rồi ngủ này, lấy chồng lấy vợ này, rồi tích lũy tiền bạc này, rồi tham lam sân hận si mê rồi chết, rồi ai cũng như thế hết. Mà ngài chính là Bồ Tát hộ linh từ cung trời đâu xuất, đã bao nhiêu kiếp sống của ngài cũng hy sinh cho chúng sanh. Cho nên với cái thân là thái tử Tất Đạt Đa trong cái thế giới loài người, nhưng tâm của ngài là tâm Phật, mà tâm Phật thì từ bi, không có thể nào mà diễn bày cho hết được. Thương tất cả chúng sanh như cha mẹ thương chúng ta, mà hơn như vậy nữa, bởi vì Phật thương muốn mình được giải thoát, được giác ngộ, chứ không phải cái tình thương phản tục. Cho nên ngài từ bỏ tất cả để làm sao mà thắp được một cái ánh đuốc trí tuệ cho chúng sanh trong cái cõi ta bà này, trong đó có sư này, có các con này, mình đi theo con đường đó, mình sẽ giảm thiểu, hóa giải những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn gần 3.000 năm, mà bây giờ chúng ta vẫn lạy Phật, chúng ta vẫn lễ Phật. Chúng ta tất cả, không chỉ người Việt Nam, mà những con người có lương tri trên thế giới này đều lễ Phật, đều lạy Phật, đều ngưỡng mộ Đức Phật. Bởi vì cuộc đời của ngài, lời nói, việc làm, suy nghĩ của ngài đều vì hạnh phúc của chúng sanh. Ngài làm tất cả đều hợp với chân lý, với lẽ phải, với đạo đức, với tình yêu thương. Cho nên chư thiên và loài người cung kính lễ bái cúng dường. Chúng ta làm đệ tử Phật là một niềm hạnh phúc lớn cho tất cả chúng ta. Thế thì chính cái tình yêu thương đối với tất cả chúng sanh và nhân loại, mới đệ Phật mới từ bỏ ngu vua đang chờ đợi, rồi vợ đẹp con xinh, mà tài sản trên thế gian này có ai bằng thiên tử. Ngài bỏ tất cả để đi tìm một chân lý, một cái chân lý đó cho tất cả chúng sanh trong cuộc đời. Mình mới ca ngợi những bậc giác ngộ như thế. Thế thì khóa tu này, chúng ta về tới Phật thì chúng ta phải hiểu vì sao Phật phải từ bỏ tất cả những điều đó để chọn một con đường vô cùng khó khăn, gian nan vất vả, gọi là đi ngược với dòng đời, để rồi thắp lên ngọn đuốc trí tuệ cho tất cả chúng sanh. Mà những bạn trẻ chúng ta quá ngây mắn, được làm thân người và được nghe Phật pháp, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta được thân người và được nghe Phật pháp. Nếu chúng ta là người con Phật thì sư rất mong qua thời pháp hôm nay, các con sẽ thắp lên ở trong tim mình một tình yêu thương. Mình không có tình yêu, con người mình còn thua gỗ đá hay sao? Cho nên mình khác loại vô tri vô giác, đó là tình yêu thương. Các con có biết không, nếu chúng ta hướng đến trí tuệ của nhà Phật thì chúng ta phải biết trí tuệ nhà Phật. Sư nói đầu thời pháp rồi, nó xây dựng, nó hình thành trên cơ sở của đạo đức và tình yêu thương. Đạo đức của nhà Phật là niềm tin sâu vào nhân quả. Các con đến đây mà không hiểu gieo nhân gì gặt quả đó, đó là những kẻ vô minh. Một là tin sâu nhân quả, hai là thắp sáng trái tim yêu thương.
Sư được biết là mới một cái đêm thắp nến tri ân của các con đã khóc rất nhiều. Bởi vì xét, nghĩ lại, ngẫm lại kể từ khi mẹ mang thai 9 tháng, cu mang 3 năm nữ mộ, rồi bao nhiêu mồ hôi nước mắt cha và mẹ nuôi mình đến ngày hôm nay. Rất là nhiều bạn chưa từng làm cho cha mẹ vui, rất nhiều bạn làm cho cha và mẹ phải khóc rất nhiều. Cho nên trong một đêm thắp nến tri ân, các con đã có những dòng lệ ăn năn sám hối. Thế thì các con nghe pháp xong, mình sẽ có một cái tình yêu thương, một thái độ sống đối với mọi người, mà ít nhất, tối thiểu nhất, quan trọng nhất là cha mẹ. Nếu lời Phật dạy, điều cực thiện trên đời không gì hơn có hiếu, điều cực ác trên đời không gì hơn bất hiếu, thì người con có hiếu đó là người sống có trí tuệ. Người con có hiếu là Phật luôn ngự trị trong trái tim, trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái tình yêu thương chắc chắn cần phải xác lập trong trái tim của sư, của tất cả các con, đó là lòng hiếu kính đối với cha và với mẹ. Các con có đồng ý như vậy không ạ? Nhưng các con có biết không, không chỉ má, gia đình, trong đó có cha mẹ mà có mình đâu. Có những tình yêu thương rất là tuyệt vời, nó đi ra ngoài cái biên giới ích kỷ của một mái gia đình. Tình thương của Phật bao la rộng lớn lắm. Mà bây giờ sư vẫn còn nhớ cái câu chuyện về một người mẹ rất là bất hạnh cho người mẹ đó. Hai lần sắp nở, lần thứ nhất đứa con chết từ trong trứng nước, tức là hư thai. Đứa con thứ hai sanh ra đời nuôi trong lồng kiến chẳng bao lâu tử trần, và bác sĩ nói bà không bao giờ có thể có con. Sư phải nhắc cho các bạn cái điều rất quan trọng này, tại bây giờ tuổi trẻ Việt Nam đứng đầu thế giới về vấn đề phá thai, thế thì các bạn không biết cái tội lỗi và quả báo của nó như thế nào. Sau khi bà mất hai đứa con và cũng sẽ không bao giờ có điều kiện để có con, thì bà ăn năn sám hối biết bao nhiêu, nhưng vẫn là hai vợ chồng rất cô độc. Sau đó bà đến với quý thầy mới khuyên rằng nếu hai ông bà rất tha thiết có con, thì chúng ta có thể đến những cái trại mồ côi đó, nơi đó có những đứa bé sanh ra không cha không mẹ rất tội nghiệp, hãy xin về một đứa hai đứa mà nuôi, nhưng không thể có con rồi. Thì cuối cùng hai vợ chồng mới đến một lần đến bệnh viện và một lần đến trại mồ côi các con ạ. Thì cái lần đến trại mồ côi đó, người ta mới đưa cho bà ấy một cái đứa bé còn bé lắm, mới có mấy tuổi thôi mà đã mổ tim 10 lần. Và bác sĩ nói bà có chịu nuôi đứa bé này không, nó đã mổ tim 10 lần không cha không mẹ. Bà nói tôi sẽ nuôi nó, tôi sẽ sám hối tội ác phá thai nhiều lần, bây giờ không có con luôn, bây giờ tôi muốn đem những đứa bé tội nghiệp như thế, bệnh tật như thế để dành tình yêu thương cho nó. Nhưng bác sĩ cũng nói với bà rằng nó sẽ không sống được lâu đâu, nhiều hay ít là do tình thương của bà dành cho nó. Tức là những đứa bé nó sống bằng tình thương, mình bỏ bê là nó chết ngay thôi, tại vì cái thể chất nó đã yếu rồi. Các con chúng ta về sống bên Phật này, là chúng ta được tình yêu thương của quý sư quý thầy dành cho các con là dạt dào như tình thương của Phật vậy. Các con thật là phước báo khi ngồi nghe pháp trong một giảng đường tuyệt vời như vậy. Sư từng thuyết pháp trong những cái gì, cái nhà bền chế tô mà buổi trưa hè nắng như thiêu như đốt. Đến đó giảng là sư cứ khấn nguyện cho một cơn mưa xuống cho mát mẻ, mà đến khi giảng thì đừng có mưa để máy, mưa nó không có dội vào tô rồi không ai nghe được cái gì hết. Rồi
chư thiên cũng thương cho mưa xuống. Khi thuyết pháp ngưng mưa để trời mát, các con có thể ngồi dưới cái mái tôn mà nghe pháp được. Cũng có những cái khóa tu mùa hè, sư giảng ngoài trời vì chánh điện giảng đường không có, chùa chỉ là cái nhà cấp 4 ở những cái vùng sâu vùng xa. Các con ngồi nghe pháp mà thầy trụ trì cái vái trời đừng mưa. Chúng ta ở chùa An Hồng quá hạnh phúc, được an lòng trong dưới tình yêu thương của chư Phật, của pháp, của tăng. Thế thì các con sẽ biết rằng trên cuộc đời này không phải ai cũng hạnh phúc như mình. Đó, có những bạn sư nói mổ tim 10 lần mà còn lại mổ côi cha mẹ nữa, thì cái người phụ nữ này mới đem cái em bé đó về để chăm sóc. Và nó lớn lên, nó rất yếu đuối, chỉ là tim đỏ mặt mà nó cũng bất tỉnh được nữa, gọi là yếu tim mà. Mà cái tim nó có nhiều cái thương tích ở trong quả tim đó vì đã mổ nhiều lần, cho nên nó rất là mong manh một cái gì đó rất là dễ vỡ. Thì may thay nó lại thích chơi âm nhạc, đó là dương cầm. Vì là hai ông bà mới mua một cái đàn dương cầm cho cái đứa con yêu thương chơi đàn dương cầm. Nó đau tim nó ít lắm, nó ngủ rất ít, nó chỉ sống bằng tình yêu thương thôi. Mà cuộc đời này nếu mình đem tình thương để nuôi dưỡng sự sống, tại sao mình không làm? Nhưng mà các con mà không nghe pháp á hả, các con ích kỷ lắm. Thậm chí với những em á, mà bố mẹ mà thương em mình hơn mình cũng không chịu, chỉ con thôi, chứ em mình cũng còn không muốn bố thương nhiều. Thì làm sao các con chia sẻ tình thương cho biết bao con người bất hạnh chung quanh mình, nào mù loà, nào cơm tiết, nào tàn tật. Mà sư là người làm việc với người khuyết tật quá nhiều, cho nên sư cứ thấy các bạn mà đẹp đẽ, xinh xắn, đầy đủ các căn mắt sáng, môi cười, tay chân lẳng lặng như thế này, sư lại muốn trào nước mắt vì các con hạnh phúc quá. Những em ngồi nghe pháp mà đâu có thấy sư đâu, mắt nó mù các con, nó muốn cái gì mà phải giơ tay lên. Thì sư bảo nó giơ tay là nó muốn uống nước đó. Đó, các anh tình nguyện viên, sinh viên đem nước lớn cho nó uống. Sư phải nói uống ít thôi, uống nhiều rồi ngồi một chất lại đi ra ngoài không nghe pháp được. Nó mù ta nó còn nghe được mà, sư phải để cho các con nó nghe pháp mà, để cho nó không bất mãn cuộc đời, nó không có sống xấu xa tội lỗi. Còn các con đầy đủ nè, các con tu cho một cái điều kiện như thế này là phước báo quá lớn lao. Cho nên ai đang có phước báo phải biết gìn giữ và tăng trưởng lên, nếu không chúng ta sẽ đánh mất nó. Chỉ cần đang thuyết pháp mà mình không nghe, mình để tâm hồn của mình trôi nổi và mình quý xuống cái người chung quanh, không cho họ nghe pháp, quả báo vẫn trở nên những con người khuyên tỏ trong đời sống mai sau. Đức Phật đã dạy rồi, ngăn cản ánh sáng, ngăn cản Phật pháp, không cho người thực hành chánh pháp, phỉ báng tam bảo đều bị quả báo hết. Vì vậy chúng ta phải ủng hộ chánh pháp, niềm tin xưa của tam bảo, và đối với Phật pháp khi nghe pháp là không có gì mà trang nghiêm hơn, không có gì chánh niệm hơn. Một giờ đồng hồ lưng thẳng có gì đâu mà khó, có một tiếng thôi, có phải bắt ngồi 24/24 đâu. Mà một tiếng không ngồi được thì chắc chắn người đó khó có nghị lực trong ngày mai. Những thiền sinh mà vào tu, người ta cứ một giờ công phu người ta ngồi 6 tiếng mà không được là đi về, và thử thách gian nan lắm. Mình có một giờ nghe pháp để giữ gìn phước đức của mình cho hôm nay và ngày mai là không có nổi. Chân hết lật bên phải sang bên trái, người hết chuối đằng trước lại bật ngửa đằng sau, phải không ạ? Trong cái điều kiện này thì sư thấy nó quá tuyệt vời. So với những bạn trẻ phải ngồi dưới nắng rát hoặc thậm chí dưới những đêm sương để mà nghe pháp. Cho nên chúng ta trân trọng cái phúc báo này, và chúng ta để hết tâm hồn vào trong thời pháp thoại. Các con có đồng ý như vậy không ạ? Thế rồi người mẹ đó mới chăm sóc người con bị mổ tim không phải con ruột của mình.
Nếu mà chúng ta mai sau này ngoài cái việc con của mình ra mình nuôi một cái đứa bé nó tật nguyền như vậy, mình dám nuôi không? Nó đang kia không biết chết lúc nào, mình dám đem về không? Không dám đâu. Chỉ con mình thôi, chồng mình thôi, nhà của mình thôi. Mà Đức Phật dạy những người nào mà cứ lặp đi lặp lại ở trong tâm lời nói hay việc làm, đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ của tôi, đây là tài sản của tôi, người đó là người ngu vô minh nhất trên thế gian. Đối với Đức Phật là pháp là vô thượng. Chúng ta có phước báo phải biết chia sẻ, chúng ta nghèo khổ phải biết mình kém tu phải ráng tu lên. Còn mình có một chút gì là mình khư khư, mình nắm giữ. Đây là của chồng tôi, đây là của con tôi, đây là tài sản của tôi, rồi sẽ đau khổ vì cái chấp ngã đó. Chấp ngã là chấp của tôi, bởi vì đời sống này là vô thường. Bởi vì mới đầu thời pháp là sư nói với các con rồi, chỉ cần một ngày hay mất một lần ba bạn sinh viên. Mà ngay trước chùa của sư, cái chuyện đó sư không bao giờ quên. Cho nên khi sư kể câu chuyện này không phải kể cho vui đâu, nó có bài học trong đó. Thì các con tự xét xem các con có làm được một phần nào như thế không. Nếu không thì mình phải tập mở tấm lòng ra. Con về đây Phật mà có ích kỷ quá, làm sao về đây không? Bởi vì ích kỷ là bố thì ghét ghét, là nói xấu, là tham lam, là về bên ma quỷ. Còn về đây Phật là từ bi, là trí tuệ, là yêu thương. Các con có đồng ý như vậy không? Rồi các con có biết như thế nào người mẹ nuôi với cái người con gái đó, nhưng mà vẫn thấy là nó cô đơn, tức là nó đi xa đi vô một mình, nó chiều nó đánh lưu cầm như vậy, thấy nó tội nghiệp quá, cô đơn quá. Bố mẹ không phải lúc nào người bên cạnh nó được, còn rất là nhiều việc phải làm. Cho nên cuối cùng bà quyết định đi đến trại mồ côi một lần thứ hai để kiếm thêm một đứa nữa về làm bạn cho đứa kia. Ở đây cũng có một số phụ huynh đang ngồi, một số ông bà cha mẹ và các con đang ngồi đây. Mình nghe cái điều gì mình bớt cái tình ích kỷ dành cho cậu ấm cô chiên của mình đi, mình càng tin cái quý tử của mình bao nhiêu đó, thì phúc đức của mình càng giảm đi đấy. Mình phải chia sẻ bớt ra, thay vì cho con mình 10 lần Phật hóa, mình chỉ cho nó 3 rồi còn chia sẻ nơi này nơi khác. Đó mới là cái vốn nguyên, đó mới là cái sự giàu có cho mình và cho con cái ngày mai. Bây giờ không biết tại sao mà xã hội cứ đi theo cái chiều hướng đồng tiền, ích kỷ, thích làm ít hưởng nhiều và thích dân lập địa vị. Đừng có mong về bên Phật với cái tư tưởng đó. Về bên Phật là tất cả phải nghĩ đến hạnh phúc của người khác trước bản thân mình. Mà đừng coi thường lớp trẻ nha. Lớp trẻ ta nghe một bài hát mà ta sống tốt, ngày mai người ta sẽ là người chủ tốt của đất nước Việt Nam. Cho nên đối với sư là giải pháp cho giới trẻ, sư không quản ngại vất vả nhọc nhằn với các con. Dù như đời nó sống bây giờ không có một ngày nào mà sư được nghỉ ngơi, sư nói với các con như vậy. Nhưng mà tại sao sư lại không làm? Thì các con chính là lớp trẻ thông minh có thể tiếp thu những điều tốt đẹp nhất để ứng dụng ngay vào cuộc sống. Tuổi trẻ Việt Nam thông minh lắm. Một phần lớn hư là vì cha mẹ chiều con quá độ, và một phần lớn hư là thói ích kỷ, bắt chiếc những sự ngông cuồng của bạn bè, của xã hội. Về với quán tu, các con phải chấn chỉnh lại. Người mẹ trong câu chuyện này lại đến bệnh viện và đem một đứa bé thứ hai về. Người ta nói bà muốn nuôi một đứa bé như thế nào? Chắc chắn nhiều người sẽ nói một đứa bé nào xinh đẹp, khỏe mạnh. Nhưng không, bà bảo đứa nào cần tình thương thì cho tôi nuôi đứa đó. Và người ta dắt ra cho bà một đứa bé xấu, mắt nó tròn cũng là mồm và mô sức một miếng rất là to. Và nó ngơ ngác, nó không biết ai đang làm gì thì nó buồn mà. Người ta nói đây là một đứa bé rất cô độc, không ai chơi với nó hết. Nó buồn là một thế giới riêng rồi, nó lại xấu nữa, không ai thích. Nó rất cô đơn. Bà nói, tôi sẽ nuôi nó. Bà dắt nó về.
dắt nó về thì cái người chị đang tin thì hơn hơn nó 1-2 tuổi thôi, mà nó mẹ dắt con quá mặt gì về thế, tại xấu quá mà tóc thì xuông thế, rồi là mắt nó to mà lại mù, mắt nó mở không thấy được, mà mô thì lại xuất một cái biến rất là lớn. Đối với nhà Phật nó là quả báo của các con, không biết gieo cái nhân gì mà kiếp này làm người mắt vừa mù mặt mũi không quả vậy. Các con được đẻ như vậy là các con gieo nhân tốt rồi đó, các con ráng làm tốt lên đi, chứ không biết kiếp sau mình có được làm người không, biết kiếp sau mình có xinh đẹp như thế nào không, hay là mình ở trong bộ của loại xuất sắc, mình làm ngạ quỷ, mình đi vào địa ngục vì việc làm tham sân si của chúng ta trong kiếp sống. Khi đem nó về như vậy thì bé An Ly mới nói: mẹ đem cái gì về thế? Bảo: con ơi, đây là Ly Ly, em của con. Trời ơi, nó xấu như thế hả mẹ? Con ơi, em con nó xấu nhưng nó cần tình thương. Chúng ta hãy yêu thương em của mình con ạ. Thì An Ly nghe mẹ nói vậy thì không có phản đối, nhưng tất nhiên nó không thích. Rồi nhưng mà lạ thay là khi An Ly lãnh đàn thì Lily rất là mê tiếng đàn của An Ly. Nó mù, nhưng cái người mù nó đâu biết đâu, lạ có một cái khả năng về thính giác rất là tốt. Cái người mù nghe rất là rõ ràng, mặc dù mắt không nhìn thấy, nó tập trung vào thính giác, nó nghe rất rõ và nó phân tích được tiếng đàn của chị nó. Cho nên mỗi lần mà An Ly nhấc tiếng đàn lên là Lily nghe một cách say sưa. Vì vậy mà hai chị em cũng có hơi hợp nhau một tí. Nhưng mà thật không may, một lần đó An Ly đang đánh đàn, Lily từ trong phòng đến bước chân ra cái đàn là 46 bước. Người mù lúc đó phải đến bước chân. Ví dụ như ở phòng khách đi xuống bếp là 82 bước, hoặc là phải bước đúng 82, đi đúng con đường như vậy, không vấp vào cái tủ cái bàn. Nó phải nhớ đi tới cái đàn là 42 bước, là phải đi đúng như vậy, quẹt phải quẹt trái 42 bước. Người mù phải sống bằng cái trí nhớ về vị trí các đồ đường đi là họ phải nhớ để không có vấp ngã. Nghe tiếng đàn của chị nó, Lily bước 42 bước đi về phía cây đàn và nghiêng nam để nghe. Nhưng mà các con biết không, tại vì Lily mù cho nên khi đưa tay lên vỗ tay thì va vào cái cúp mà, bởi vì anh Lily là bị đau tim nhưng mà chơi đàn rất là xuất sắc, được một cái cúp của người chơi âm nhạc, mà cái cúp đó lại bằng thủy tinh, cho nên Lily vỗ tay va vào cái cúp rơi xuống đất vỡ tan tành. Tình chị em lại sức khỏe trở lại, mới hòa hợp được không bao lâu lại sức khỏe trở lại. Cái này nhà Phật gọi là gì các con biết không? Chướng duyên. Muốn hòa hợp mà cũng không hòa hợp được, mà muốn hóa giải những cái chướng duyên đó là người ta phải làm tốt, người ta phải tu mới hết chướng duyên, mới hết quả báo. Không có ai ngồi cầu xin mà ra hết đó các con ạ. Thì khi cái cúp nó vỡ tan thì An Ly mới gì? Mới khóc lên và bắt đền. Mẹ phải đền cho con cái cúp khác. Nhưng người mẹ rất là tuyệt vời. Con ạ, dù cái cúp nó rất quý nhưng nó cũng đã là quá khứ rồi. Những câu nói đó nó học để chúng ta học. Bởi vì cái gì đã quá khứ đừng luyến tiếc. Tức Phật dạy chúng ta không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Các con đang ngồi đây nghe pháp mà nghĩ cái gì hôm qua, mà nghĩ cái gì ngày mai, Đức Phật cho là không có trí tuệ. Sống ngay trong phút hiện tại, các con đồng ý không ạ? Người mẹ khuyên với lại An Ly rằng: con ơi, dù cái cúp nó quý cách mấy, nó cũng là quá khứ, con đừng luyến tiếc. Cái quý là tình thương của con dành cho em con. Nhưng mà từ đó mà bây giờ An Ly lại không cho Lily đến gần cái đàn nữa. Mới hòa hợp không lâu lâu, bây giờ lại sức mẹ lại rồi. Thôi đến giờ nó lại làm vỡ cái này vỡ cái khác, thì nó mừng nó ngồi một chỗ đi mẹ.
người mẹ không làm sao thuyết phục được con mình. Nhưng các con biết không, một lần nọ ba mẹ đi làm hết thì ở nhà An Ly chơi đàn. Ly Ly á, một mình nha, mừng, nhưng mà đến lễ chúng tôi xuống bếp nè, rửa chén bát nè, quét dọn nhà cửa nè, nó mồm mà được mọi công việc chung cấp. Mà sư là cái người mà hay thuyết pháp giảng kinh và giúp đỡ người mù, cho nên sư nói người mù họ làm được mọi công việc rất tốt, kể cả người phụ nữ mù mang thai sanh đẻ nuôi con cũng rất tốt, bởi vì họ thường là các vị trí các thứ đồ cần thiết trong một cái ngôi nhà, cho nên người mù vẫn làm rất tốt việc của mình. Trong khi Ly Ly đang nghe tiếng đàn của An Ly mà vừa làm việc thì tự nhiên không nghe gì hết, im bặt. Ủa sao An Ly đang chơi đàn mà tự nhiên không nghe gì hết? Ly Ly biết đến 40 ngày trước, từ cái phòng đi lên trên phòng của An Ly và cầm một cái tấm khăn, khăn mà để đàn cái đàn á, mà Ly Ly mù nhưng mà mò mẫm theo cái tấm khăn lên trên cái khăn để tặng cho An Ly. Mặc dù An Ly không thích mình nhưng mà Ly Ly vẫn thương chị. Ly Ly mới mò mẫm 42 bước đến gần cái đàn, thì sao nghe im lặng? Nó lấy tay rờ 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 vậy thì chạm vô cái đầu tóc của chị An Ly. Nó sao chị nằm im thế này? An Ly, An Ly. Hóa ra An Ly bất cẩn rồi. Người bị tim họ có thể ngất bất cứ lúc nào. Thế rồi các con biết không, Ly Ly thì mù, cái mò mẫm đi tới cái điện thoại, đến bao nhiêu 16 bước là tới cái điện thoại, nhấn bấm số, phải biết bấm cho bác sĩ y tế chỗ nào, bấm cho bố mẹ số mấy. An Ly Ly mới bấm và kêu, cuối cùng bác sĩ đã đến đưa An Ly đi bệnh viện. Khi An Ly mở mắt ra thì trước mặt mình là đứa em mù loài, mặt tái xanh như tàu lá, sợ chết chết. Và lúc đó mẹ cũng đến gần và nói, con ơi, chính em của con, đứa em mù loài, nó đã cứu con đó, không có Ly Ly con đã chết rồi. Có hay không các con? Nhưng mà câu chuyện chưa có hết ở đó đâu. Một câu chuyện về tình thương thì không bao giờ có trang cuối cùng, chỉ có lòng ích kỷ để mà hết sớm thôi. Sau đó An Ly thay đổi thái độ với em mù loài của mình và nói, mẹ ơi, con sẽ tập đàn, con sẽ đánh đàn rất hay, con sẽ nhận một cái cúp international, quốc tế, và số tiền lớn đó để cho em con được vá mô lại, được thay giác mạng. Cái mù của Ly Ly có thể chữa được nếu thay giác mạng, nhưng mà nội lo thuốc cho đứa con bị tim là đủ hết tiền rồi, bố mẹ không thể nào lo cho Ly Ly được. Thì An Ly nói, con sẽ đánh đàn rất hay để được cái cúp người chưa âm nhạc và tiền đó để chữa bệnh cho Ly Ly của con. Bắt đầu từ đó, buổi chiều An Ly tập đàn và Ly Ly ngồi bên cạnh, mò mẫm đi rót nước cho chị nè, lấy khăn cho chị nè, và khán giả duy nhất để vỗ tay mỗi lần mà An Ly đã chơi xong một bản nhạc hòa âm. Thế rồi các con có biết không, An Ly đã đạt được niềm mơ ước của mình. Cái giải chơi âm nhạc của năm đó, An Ly là một đứa bé ốm yếu, bị bệnh đau tim, nhưng mà tiếng đàn tiếng nhạc của em đi vào lòng người, làm cho ban giám khảo tất cả đều khóc hết. Còn cái tiếng nhạc nó tha thiết, nó thể hiện cái tâm hồn của mình, muốn giúp em mình không có mù nữa, muốn giúp em của mình không có bị sức mơ tàn tật nữa. Và tiếng đàn đó trở thành tiếng đàn vô địch và được cái giải phần thưởng lớn. Số tiền đó lập tức chữa giác mạng cho Ly Ly, rồi vá cái sức mơ cho người em tội nghiệp. Nhưng các con biết không, khi cái ca phẫu thuật mắt thành công, những ánh sáng xanh đỏ của cuộc đời bắt đầu xuất hiện trước mặt Ly Ly, thì câu đầu tiên Ly Ly hỏi rằng, An Ly đâu rồi, chị An Ly đâu rồi? Thì mẹ nói rằng, con ơi, thật ra chị con
đã chết. Sau khi giải không lâu thì căn bệnh tim tái phát, nên chị con đã chết rồi. Và cái giác mạc để thay cho con chính là giác mạc mắt của chị con. Mà điều này thì bác sĩ đã biết báo trước rồi. Cho nên mẹ của anh Minh thương con nhưng không quá đau lòng, vì biết đó là đã đến lúc anh đi phải ra đi. Nhưng mà Lily nói: mẹ ơi, con phải sống như thế nào? Vì trên phần thân thể của con, mắt con, môi, đó là một phần thân thể mà chị An Ly dành lại cho con. Có hay không các con? Thế thì một gia đình không phải là ruột thịt nha. Hai đứa bé mồ côi ở hai gia đình không biết cha mẹ là ai. Đứa thì bị tim, đứa thì bị mù. Một người mẹ cưu mang và giáo dục để cho hai chị em nó yêu thương nhau còn hơn ruột thịt. Thế thì chúng ta xem lại cái thái độ của chúng ta sống đối với cha mẹ, anh chị em của mình. Hồi xưa sư còn mới có 9 tuổi là sư đã đi quy y. Mà thầy lúc đó, vì thầy trụ trì đã dạy sư những cái điều mà hồi đó gọi là gia đình Phật tử, dạy cho một cái bà anh vũ thiếu niên: một là em phải luôn luôn tưởng nhớ Phật, em phải luôn kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, em thương người và Phật. Có ba điều đó thôi, ba điều đó mà nó theo sư cho đến bây giờ. Các con muốn tưởng nhớ Phật mà các con một tay iPhone, một tay iPad, chat, chip, Facebook, hẹn hò đủ thứ hết. Và tất cả những điều đó đưa các con đi ra xa Phật, không có gần Phật được đâu. Cho nên em tưởng nhớ Phật không có gì khó hết. Chúng ta chỉ cần gì? Nguyện gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Tự mỗi người lặp đi lặp lại hồng danh 6 chữ trong tâm mình. Mà A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng công, vô lượng công đức. Các con niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà sinh ra công đức, sinh ra trí tuệ, sinh ra bao nhiêu điều phước báo, tại sao các con không làm? Nhưng mà các con thường hay hát những cái lời vô nghĩa, dùng những câu vô nghĩa và sử dụng những lời vô nghĩa để mất đi phước đức, công đức trong cuộc đời của mình. Cho nên sư nói rằng các con hãy biết yêu thương và hãy biết nhớ tưởng đến Phật. Nhớ tưởng đến Phật thì phải nhớ đến lời Phật dạy. Mà mình nhớ tưởng Phật, nhớ lời Phật dạy, đó là một cái pháp để chúng ta tăng trưởng công đức, phước đức. Các con muốn ngày mai mình giàu có phải không? Các con muốn ngày mai bạn gái có người chồng đẹp trai, xinh đẹp, tài năng. Bạn trai muốn gặp một người vợ very beautiful, thậm chí là Miss World càng tốt, hoa hậu, toàn là ước mơ. Nhưng các con biết không, con người ta ước mơ mà muốn thành hiện thực phải có phước đức, chứ không có phải ngồi cầu như vẽ mà nó ra. Phước đức sẽ đem lại cho các con tất cả những điều các con mơ ước, kể cả vợ đẹp, con xinh, giàu có gì, nó cũng từ những công việc rất nhỏ các con làm cho hôm nay. Các con có đồng ý không ạ? Thế thì cái câu chuyện về tình yêu thương đó, tại sao sư lại nói ở đây? Nó rất quan trọng. Một con người không có trí tuệ không thể có tình thương như thế đâu. Không thể có đâu. Cho nên một bạn trẻ mà chúng ta trong cái mối quan hệ với bạn bè, mình không có gây gổ nè, mình yêu thương nè, lắng nghe nè, chia sẻ nè, sư nói đó là người bạn có trí tuệ. Không đợi ngày mai lớn lên ông này bà kia làm phát minh, làm này làm nọ mới trí tuệ. Mà thái độ sống đã thể hiện các con có phải là người có trí tuệ hay không. Nên đây sư kể các con nghe câu chuyện rất là thú vị. Đó là câu chuyện ai thông minh hơn. Ở trong lớp đó có một người bạn của chúng ta, nó rất thông minh, nhưng mà
nó lại đem cho nguy hiểm các con. Nhưng mà nó học rất là giỏi, mà nó rất là dễ thương, nó rất là lễ phép, nó rất là ngoan. Tuy nhiên nó học rất là giỏi, mà bạn bè những cái đứa mà chơi xấu đó thì tụ tập lại nói xấu nó. Cái đứa nói xấu đó, mà chúng ta có cái đứa nói xấu người khác thì Phật cũng sẽ giúp bạn nhé. Phật không gần các bạn đâu, tại vì Phật không biết nói xấu ai. Mình mà người nói xấu là biết lúc đó Phật đi rồi đấy, đúng không ạ? Các bạn tụ họp lại nói xấu đó, tại vì là cái bài toán hôm qua mỗi người đã giải được và thầy cho 10 điểm ngon hơn tại lớp. Thế là một đám bạn ganh ghét mới tụ lại nói xấu rằng trong lớp này không có đứa nào xấu như nó, đem lại cũng xuống. Phải chưa nào? Thầy giáo mới đi đến: các con nói cái gì đấy? Thưa thầy, chúng ta bảo rằng là bạn xem hoặc là đem đi cũng xuống ạ. Thầy mới bảo: các con chê bạn mình đem đi cũng xuống, thế các con có biết mình giống cái gì không? Các bạn ấy giống cái gì thì không biết, nhưng mà trước hết là tụi con very handsome. Thấy chưa nào? Tụi con đẹp trai, tụi con không đẹp như nó. Đó. Thì nếu lúc đó bạn xem như thế, xem với mọi người cười lên khả ố, là xem biết các bạn đang trân trọng mình. Xem ơi thưa thầy, các bạn đang nói chuyện gì vậy thầy? Thầy mới nói: xem ơi, các bạn đang nói con là đen như củ súng đây. Các bạn xem mình ngoan lành lắm, đứng lại. Thầy ơi thầy, thầy có muốn là con sẽ giải thích cho các bạn là vì sao mà con đen như củ súng không? Tất cả đám bạn vỗ tay lên: nói đi, nói đi, nói là vì sao mà mày đen như thế? Bạn Sơn mới nói một cách rất là bình tĩnh tự nhiên, con người đó là người trí tuệ mà. Thưa thầy, thọ mới sanh ra con với mấy đứa này nè, đấy, nó cũng sanh ra một tuổi với nhau mà. Thọ mới sanh ra, rồi lớn lên bắt đầu biết nói, biết chạy, thấy chưa nào? Bắt đầu biết nói, biết chạy, thì nó một cái gì tiên đó, một ngày kia đã đến cái nhà trẻ của tụi con và nói rằng: hôm nay ta đến đây, ta cho các con bốn điều: một là sắc đẹp, hai là của cải, ba là trí tuệ, bốn là sức mạnh. Ai muốn điều gì nói ta sẽ cho. Thưa thầy, tụi con mới có 3 tuổi thôi mà con đã giơ tay con xin cho con trí tuệ. Còn cái đám bạn của con á, đứa thì xin của cải, đứa thì xin sắc đẹp và đứa thì xin sức mạnh. Và thời gian thì không có nhiều thầy ạ. Vừa mới hứa chọn một thứ là ông tiên đã biến mất rồi. Cho nên con được trí tuệ mà chưa kịp xin sắc đẹp. Còn chúng nó được của cải, được sắc đẹp, được sức mạnh, nhưng mà không có. Thế chết chứ. Có sức mạnh, có của cải, có sức đẹp mà không có trí tuệ thì phải làm gì? Cho nên cũng chỉ là một câu chuyện nói chơi thôi. Nhưng mà các con thấy không, người ta vả vô mặt mình, ta đen như thế, xấu như thế mà không trí tuệ. Câu chuyện này chỉ là câu chuyện vui, nhưng cuộc đời này trí tuệ đó là cái vũ khí sắc bén để cho con người ta sống rất tự tin, thoải mái và an vui trong cuộc sống. Mà cái trí tuệ của nhà Phật thì tuyệt vời lắm, chưa có một cái vấn đề gì trên trời dưới đất vũ trụ mà Đức Phật bậc giác ngộ không trả lời được. Còn chúng ta, cái biết của chúng ta có tí xíu như hạt cát, có khi cái biết còn sai đấy. Cho nên phải học theo Phật các con ạ. Trí tuệ của Phật rất là tuyệt vời, không thể nào lột qua. Cho nên chúng ta phải học theo Phật, phải sống theo Phật. Mà sống theo Phật thì như thế nào? Phải có tình thương.
không có sát sinh hại vật. Đó mới là câu chuyện tình thương. Mà các con biết không, sư không bao giờ quên cái ông lão làm cái nghề như là làm nướng thôi, không vợ không con ở cái chợ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình thấy người bán chim là ông mua thả chim, thấy bán cua ông mua cua ra đồng thả, thấy bán rùa ông mua rùa thả. Nghĩa là thấy con vật gì mà có trong lòng trong chợ là ông đem đi thả, bất kể là hôm đó ông có bao nhiêu tiền. Mà khi ông chết á thì cái chợ thì không có cái gì, mà chim về cái chợ ông hót quá ngày. Tại vì ông có sẵn rất nhiều rồi, chim nó mắc với nhau. Đây là một cái người rất vương tử. Ngày ông chết chim về cái chợ đó hót 3 ngày. Có hay không các con? Có hay. Còn mình sống làm sao mà con gì thấy mình cũng sợ hết, phải không nào? Con gì thấy mình cũng bỏ chạy hết. Tại vì trong người mình cái khí sáng, cái lòng giết, cái lòng muốn ăn thịt nó quá lớn. Tại vì không có cái đức nhân từ, không có lòng yêu thương, vì mà không thể nào về bên Phật được. Không thể nói bằng lời, muốn về bên Phật phải có tình yêu người, yêu đời, yêu chúng sanh. Các con về để khóa tu phải lòng một cái hạnh là không giết sanh, không sát sinh hạng vật, không gian tham, trộm cắp. Các con muốn giàu có thì bây giờ đừng có trộm cắp của ai. Mà sư thấy đời sống bây giờ thiếu cái gì để trộm cắp. Ngày xưa ông bà cha mẹ mình sống trong chiến tranh, sống trong nạn đói mà còn không trộm cắp. Mình bây giờ không thiếu cái gì lại trộm cắp là sao? Cho nên sẽ không bao giờ trộm cắp. Rồi sư nói rồi, các con sống tà dâm, yêu đất, sống hộ sẽ dẫn đến phá thai. Mà phá thai là tội ác, giống như giết cha, giết mẹ, sẽ đi địa ngục. Quả báo rất lớn về thân và tâm. Cho nên không tà dâm, không dối trá, không cờ bạc dối trẻ. Chưa nghe là không nên xuất sáng, cũng có nghĩa là đồng với tội cờ bạc dối trẻ. Vì giết đi hạt giống trí tuệ trong tâm, trong thân của các bạn trẻ chúng ta. Các con nghe đó chưa? Thế thì nếu chúng ta mình biết thời khắc này thì mình thấy để về bên Phật mình chỉ làm theo lời Phật dạy. Mà cái điều duy nhất các con gọi nhỏ, hãy đem tình yêu thương đến với tất cả mọi người. Đối với cha mẹ thì chắc chắn sâu quá anh, các con sẽ nói những lời tuyệt vời đối với cha và mẹ rồi. Đừng ôm cha nè, chạy về ôm mẹ và nói thân nhé, I love you. Nhưng mà các bạn dùng những cái tình đó để cho những cái người đó, người bị hát phái, những tình yêu chật chà nào đó, chứ không bao giờ dám nói một câu yêu mẹ, yêu cha cho tử tế. Rồi một lúc nào đó cơn gió vô thường đến, mất mẹ mất cha rồi, có muốn nói điều gì cũng không còn kịp. Vì vậy điều sư muốn nhắc nhở các con đó là tình yêu thương, sự hiếu thuận. Những gì có thể làm được hôm nay hãy làm, đừng để ôm giọt nước mắt nước mà trong cuộc sống. Các con có đồng ý không? Và hãy nhớ rằng đạo Phật của chúng ta không phải là đạo để cầu xin, đó là đạo của niềm tin sâu vào nhân quả. Ai gieo nhân lành sẽ được gặt tất cả những quả phước an lành. Ai làm các việc ác sẽ khổ đau trong cuộc sống. Đó là cái điều tất cả chúng ta phải nhớ và phải thực hành hôm nay và ngày mai. Các con đồng ý không ạ? Sư ở bên Ấn Độ gần 10 năm, sư học và sư đi qua những quê hương, những nơi Đức Phật đã đi qua, sư đã được đến đó chiêm bái. Quê hương Đức Phật sư đến đó đảnh lễ, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp, nơi Đức Phật nhập niết bàn, sư đã được đến đó. Nhưng mà
cái gì cũng kỳ diệu, cái gì cũng nhiều màu hết. Nhưng mà các con có biết đâu, chính Đức Phật là bậc vô thượng chánh đạo chánh giác, nhưng mà dòng họ Thích Ca là thân tộc của Phật đó bị Thái tử Tỳ Lư Ni giết hết. Các con nên nhớ điều đó. Tại sao Phật là Phật, phước đức vô tận vô biên mà dòng họ Thích bị giết hết mà Ngài không cứu? Cho nên các con đừng có làm bậy mà nói Phật cứu. Dòng họ Thích bởi vì gieo cái nhân sát sinh quá nhiều, cho nên đến cái đời sống sau này thì nguyên cái dòng họ Sakya đó bị Thái tử Tỳ Lư Ni đã giết, giết tất cả. Rồi khi Đức Phật biết là Thái tử Tỳ Lư Ni sẽ đem quân đến để giết cái dòng họ Thích Ca của mình, Đức Phật đã lần đó đã ngồi thiền dưới một gốc cây, mà cái gốc cây đó không có bóng mát, gốc cây khô tàn héo. Lúc đó Thái tử Tỳ Lư Ni đi ngang, tại sao Đức Thế Tôn lại ngồi đây dưới một cái gốc cây trơ trọi khô cằn như vậy? Đức Phật bảo rằng thân tộc của ta rồi sẽ bị giết, ta đây cũng đau xót, lòng ta cũng khô héo như cái tàn cây đã khô héo mà, cho nên ta ngồi lên. Mà Tỳ Lư Ni nghe Đức Phật nói như vậy mới chọn quân nuôi quân không giết. Nhưng mà cái quả báo của dòng họ Thích quá lớn, cuối cùng Tỳ Lư Ni vẫn giết tất cả, chỉ chạy thoát một số thôi. À, sư đi về cái kinh thành Cát Tường La Hề đó, rồi cách đó không xa là nơi Tỳ Lư Ni tiêu diệt dòng họ Thích, bây giờ vẫn còn cái vết tích ở bên đó. Mà chúng ta phải biết câu chuyện này để biết rằng không có Phật thánh thần tiên nào cứu chúng ta nếu chúng ta đã gieo các nghiệp ác. Các con nghe rõ chưa? Làm lành đi, làm thiện đi thì tự nhiên những điều phước báo an lành sẽ đến. Còn làm ác, Phật thánh thần tiên không cứu được đâu các con. Xong rồi bác sư còn nhớ cái ông tên là Mahana, tướng quân trong dòng họ Thích, mới ra năn nỉ Thái tử Tỳ Lư Ni. Năn nỉ như thế nào? Thưa Thái tử, hãy cho một số người dòng họ Thích được giải thoát, được bỏ chạy, tôi sẽ trầm mình xuống dưới nước, tức là mình nín thở trầm mình xuống nước. Thì ông Tỳ Lư Ni đó, Mahamana trầm mình xuống nước lâu lắm là vài giờ đồng hồ, ta đồng ý. Thì trong khi mà ông tướng quân nó trầm mình xuống nước thì cho dòng họ Thích chạy được bao nhiêu người thì chạy, xong rồi bắt đầu là Tỳ Lư Ni sẽ giết. Nó cho chạy thoát được đúng cái lúc mà Mahamana mà trầm xuống nước được thời gian kéo dài bao nhiêu thì những người trong thân tộc dòng họ Thích cứ chạy đi, rồi xong bắt đầu là Tỳ Lư Ni sẽ giết chết hết. Quả báo đã đến, nợ máu phải đền đó, sư nói với các con như thế. Nhưng mà sao thấy ông Mahamana cầm xuống dưới nước mà lâu quá không thấy trồi lên, người ta cũng chạy nhiều lắm rồi, thì Tỳ Lư Ni mới cho quân coi như là nhảy xuống dưới cái dòng sông đó xem coi là Mahamana ở đâu. Thì mới phát hiện ra rằng ông lấy cái tóc của ông á, ông cột vào một cái gốc cây ở dưới cái dòng nước đó, và ông trầm mình tự sát ở dưới đó. Nhưng mà nếu như mà ông nằm như vậy rồi á, rồi ông trồi lên á, thì là Tỳ Lư Ni sẽ giết, cho nên ông mới cột cái thân ông dưới cái gốc cây ở dưới cái dòng nước đó. Và Tỳ Lư Ni chờ một tiếng, hai tiếng không thấy ông lên, mới cho xuống trầm mình xuống cho quân sĩ tìm, thì thấy ông Mahamana cột tóc mình và gốc cây ở dưới để cứu một số người trong dòng họ Thích. Chúng ta chạy được một số nên lôi ông Mahamana lên, chúng ta chết rồi, ông tự sát rồi, tóc ông cột dưới gốc cây. Thì khoảng mấy giờ đồng hồ đó, người dòng họ Thích chạy được một số, rồi lôi ông Mahamana lên, Tỳ Lư Ni bắt đầu giết, tức là vay đỏ máu lại phải đền bằng máu. Các con đừng giết sát, các con sẽ phải đền trả lại cái quả báo giết sát của mình bằng sinh mạng, bằng cuộc sống của chính mình. Sư thấy cuộc đời của Đức Phật không có một cái câu chuyện nào mà không là bài học cho chúng ta.
Và câu chuyện cuối cùng đó, câu chuyện mà sư muốn kể trong cái thời khắc này, nhắc các con phải tin nhân quả. Đừng có mê tín dị đoan, hãy tu tập, hãy làm đúng chánh pháp, không làm các điều ác, làm các hạt lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Pháp hạ của sư đến đây là kết thúc.